Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đây hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Quê bà hôm nay nó cũng nóng. Nên là các cháu ơi, hôm nay bà làm một cái thạch giao câu sơn thủy siêu to khổng lồ các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu cái thạch giao câu sơn thủy hôm nay này. Đấy, bà chuẩn bị là đây là cà phê hòa tan đấy. Bà không làm cà phê pha phin như bà làm cà phê hòa tan. Và đây là lá dứa. Đấy. Và đây là nước cốt dừa và sữa đặc. Tức là cái thạch giao câu sơn thủy của bà đây là nó có 3 màu. Đấy, màu trắng và màu lâu và màu xanh. Còn đường đây là đường hoa mai, còn đây là đường phèn các cháu ạ, đây là đường phèn đấy. Thế còn đây là bột giao câu giòn đấy. Cái thạch giao câu sơn thủy đây là bà làm bằng bột giao câu giòn. Thì các cháu ơi, bây giờ muốn làm được một cái thạch châu câu sơn thủy hôm nay thì bà trước tiên là bà phải đi xay lá dứa nhá. Và bà sẽ đun nước sôi và hòa tan cái cà phê này ra nhá. Thế sữa cà phê này ra. Rồi, thì bà đi thực hiện luôn nhá. Kéo các cháu chờ lâu nhá. Thì các cháu xem clip này, video này của bà có hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá. Để bà có nhiều sức khỏe, bà làm nhiều clip thật hay cho các cháu xem nhá. Rồi bây giờ bà đi thực hiện luôn nhá. Ủa, các cháu ơi, đấy thì bây giờ bà sẽ pha cà phê nhá. Thì đây bà có đun siêu nước sôi đây rồi. Rồi đây bà bỏ cà phê vào đây bà hòa ra để cho nó ngấm. Rồi đấy, cà phê này bà không phải cho đường. Thế còn tí nữa là lá dứa là bà phải cho đường. Rồi bây giờ bà rót tí nước sôi vào đây. Rồi bà đánh cho nó tan lên. Rồi bà ngâm ở đây đã nhé các cháu nhé. Bà sẽ mang lên kia bà đậy vào bà ngâm vào. À, các cháu ơi, đấy thì bây giờ bà cắt bột rau câu ra bà hòa ra nhá, mấy đường nhá. Bà ngâm ở đây đến độ khoảng 30 phút. Rồi, bây giờ bà cắt bột rau câu này. Đấy, bà chuẩn bị 10 lít nước này, bà cho 10 cho mỗi một gói này cho 1 lít rưỡi này. Rồi. Ui. Bà bỏ vào đây, sao bà bỏ đường vào. Không biết là hôm nay bà làm có thành công không? Bà hơi vụng. Rồi, bây giờ bà bỏ đường vào nữa các cháu ạ. Bà bỏ đường vào để ăn cho nó ngọt. Bà bỏ đường vào nhá. Rồi, bà bắt đầu bà đánh lên nào. Bà đánh nhá, bà ngâm ở đây được 15 phút. À, các cháu ơi, bây giờ bà xay lá dứa nhá. Rồi bây giờ bà xay lá dứa. Ui. Bà xay lá dứa. Rồi bây giờ bà bỏ một tí nước đun sôi để nguội vào. Đây là nước đun sôi để nguội các cháu ạ. Rồi bây giờ bà đậy lắp. Rồi bà nhấn máy. Xay lá dứa hôm nay là bà xay khác mọi hôm các cháu ạ. Vì bà phải xay thật đặc vào để lọc lấy một ít thôi. Còn để tí nữa bắt đầu mới lại pha nước rau câu vào nhá. Đấy, cái món thạch sơn thủy hôm nay nó có cái khác là như thế. Đây các cháu này, đây một lắm lá dứa to bà thu được bằng này. Bây giờ bà lọc nhá. Đây. Rồi. Giờ bắt đầu bà lấy cái muôi bà xay để nó ra ít nước cốt thôi. Đấy. À, các cháu này, đấy, bà thu được một ít thôi. Đấy, xanh biếc này, đấy. Thì
Thì bây giờ bà sẽ đi lấu nước rau câu nhá. Rồi, bây giờ bà đi lấu nước rau câu. Các cháu ơi, đấy, bây giờ bà lấu nước cốt dừa nhá. Đây, lá dứa bà đã xay xong rồi, bây giờ bà lấu nước cốt dừa. Và bà có bỏ thêm sữa đặc vào này, đấy. Cái màu trắng hôm nay là nước cốt dừa và sữa đặc. Và đun nhỏ lửa cho nó sủi lên thôi. Rồi, bây giờ bà quấy cho nó sủi lăn tăn nhá, các cháu nhá. Sau bắt đầu bà mới bắt ra khỏi bếp cho bà đi đun nước rau câu. Đấy. À, các cháu ơi, đây nước cốt dừa nó sôi rồi các cháu ạ. Đây nó sôi lăn tăn vùng quanh rồi. Thì bây giờ bà bắc ra khỏi bếp nhá. Thôi bà bắc ra khỏi bếp thôi. Đấy, các cháu ạ. Rau câu bà đã ngâm được 30 phút rồi. Bây giờ bà đặt lên nấu nhá. Bà đun cho nó đều lên. Đấy, đôi khi nó vẫn còn mấy cái hạt nó chưa tan. Khi bà đun nóng rồi nó tan hết. À, các cháu ơi, đấy, nó sủi rồi đấy, nó sủi rồi một lúc rồi các cháu ạ. Đấy, các cháu nó sủi bồng rồi, thì nó hơi nhiều bọt nhá. Thì bà bắc ra khỏi bếp sau bà mới hớt bọt nhá. Thì bà bắc ra khỏi bếp sau bắt đầu bà lại đặt xong nước cốt dừa lên bà đun lại nhá. Sau bà sẽ làm cái đế đầu tiên của cái thạch sơn thủy hôm nay nhá, là bằng nước cốt dừa. Rồi, à, bây giờ bà bắc ra khỏi bếp là. Đấy, các cháu ạ, nước cốt dừa bà đun lại nó lại bắt đầu sủi lăn tăn rồi. Thì bây giờ bà sẽ chế nước rau câu ở đây nhá. Bà làm cái đáy đầu tiên. Cái đáy đầu tiên của cái thạch sơn thủy hôm nay. Đấy. Các cháu nhìn lại bà múc này. Đấy, cái thạch sơn thủy hôm nay là cái đế đầu tiên này là phải nhiều. Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Rồi. Thế là bà đã làm xong cái màu trắng nhá. Thì các cháu nhìn này, bây giờ bà sẽ đổ ra cái khuôn. Thì các cháu ơi, đây là cái khuôn của bà đây này. Đây là cái khuôn bà sẽ để vị trí làm im đây. Đấy, bà sẽ rót vào đây nhá. Wow. Đây là cái khuôn này, bà đổ lại. Đấy. Rồi. Các cháu ơi, đấy. Đấy các cháu nhìn này. Cái lần trắng, cái đế trắng của bà đã xe xe rồi. Đấy, xe xe rồi, dính dính. Đấy, không dính tay rồi. Thì bây giờ bà sẽ biết tiếp theo bà sẽ làm vị cà phê nhá. Đấy, thì đây, các cháu này, cà phê bà từ cái thau bà đã cà phê hòa tan ấy, bà đã từ cái thau bà đã bỏ trong cái xoong rồi nhá. Thì bây giờ bà lại múc nước rau câu đổ vào đây nhá. Đấy. Nào bây giờ bà múc nước rau câu đổ vào đây. Sau bà đánh tan lên. Đấy, nó đã nhuyễn tan rồi. Đấy. Thì bây giờ bà lại rót ra cái ca sau bà sẽ dội vào nhá để bà tạo cái sóng sơn thủy nhá. Ở đây các cháu ạ, bà nó cũng để nó hạ nhiệt độ rồi. Thì bây giờ bà sẽ tưới lên cái mặt đế trắng này nhá. Nào. Wow, bà tạo sóng sơn thủy không biết hôm nay có thành công không. Đấy. Wow. 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 Rồi còn màu xanh nữa các cháu ạ. À. À, các cháu ơi, đây là vị lá dứa. Đấy, vị lá dứa. Thế còn đây là nước rau câu. Đấy, bà đã để trên cái bếp ga lúc nào phải nóng các cháu. Thế bây giờ bà bỏ vào đây nhá. Bà lại làm tan nó lên. Đấy, để bà tạo sóng màu xanh. Rồi. Đấy. Các cháu ạ. À, thật ra cái món thạch rau câu sơn thủy này nó cũng khó vào cái khâu mà tạo sóng nhá. Thì hôm nay bà làm các cháu ạ, không biết nó có thành công không. Thì bây giờ bà sẽ đậy vào, bà để ở đây cho bao giờ nó nguội, nó đóng đông rồi thì bà lại để vào ngăn mát tủ lạnh một lúc cho nó mát nhá, sau ăn nhá. Rồi, bà đây. À, các cháu ơi. Đây, thế là bà đã làm xong chiếc thạch sơn thủy đây rồi các cháu ơi. Thạch sơn thủy các cháu ạ. Đấy. Nó đông rồi. Đấy, bà để nó đông rồi. Bây giờ bà dây lại cũng được này các cháu nhìn này. Wow. Đấy. Ở đây thì bây giờ bà bỏ ra khỏi cái đĩa này nhá. Thì bà hồi hộp lắm thì hôm nay không biết là cái sóng thạch sơn thủy của bà hôm nay bà tạo sóng có được đẹp không nhá. Nếu mà xấu thì các cháu đừng cười bà nhá. Rồi. Nào, bây giờ bà bỏ nào. Bà sẽ bỏ ra cái đĩa này là. À, các cháu ơi, đấy bà đổ ra khỏi cái đĩa rồi đấy các cháu ạ. Nó hơi xấu, nó không được đẹp đấy. Bà tạo sóng sơn thủy hôm nay hình như là không được đẹp với cháu ạ. Không được đẹp như các bác làm nhá. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức món thạch sơn thủy với bà nhá. Rồi, bây giờ bà mang ra kia mấy bà cháu nhà bà thưởng thức nhá. Hôm nay
À, thì bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng ăn món thạch sơn thủy với bà nhá. Thạch sơn thủy với bà. Đúng rồi, thạch sơn thủy. Hấp dẫn đấy bà. Tại sao nó gọi là thạch sơn thủy bà? Thế. Kiểu là xanh xanh. Bây giờ bà cắt này. Đấy. Xanh xanh giống nước. Nói chung là hôm nay là bà tạo sóng nó không được đẹp, tạo sóng cho cái thạch sơn thủy này không được đẹp. Con nghĩ món này rất làm rất khó đấy. Xanh giống nước người ta gọi là thủy, còn sáng sáng này là giống núi gọi là sơn phải không bà? Đây, các cháu nhìn này. Ui, trông hấp dẫn đấy bà. Cẩn thận nó chạy mất bà. Nhìn như con cá xanh xanh đẹp. Ôi lòng. Con tạo sóng nó không được chuyên nghiệp. Cho hai đĩa bà, một đĩa. Đây, chuyển ra cho anh ấy. Cầm người nó cũng rơi đấy. Cầm người nó cũng rơi. Và cắt tiếp lại. Xanh xanh này là làm từ cái gì bà? Xanh xanh này là vị lá dứa. Cái nâu nâu rồi bà? Lâu lâu là sữa cà phê. Đây ngon đấy. Đây các cháu nhìn này. Thành tầng luôn bà. Trông ngon lắm các bạn ạ. Nhiều màu. Chế kia cho anh ấy. Thành tầng. Cái màu này cũng hấp dẫn. Con đang tưởng tượng nó giống viên kiểu là thạch quý, kiểu là đá quý. Ở viên đá anh nhỉ. Bà lấu đâm là vẫn bị tách nước các cháu ạ. Nó vẫn bị tách nước. Giống viên đá quý. Giống viên ngọc. Ủa trơn quá nhỉ. Trơn lắm các cháu. Đây để con nhúc cho một cái trôi tận ruột ngay. Rồi. Wow. Long cái miếng rồi. Này long rồi. Rồi. Thì bây giờ bà mời các cháu ăn đấy bà nhá. Thì bà mời các cháu ăn đi nhá. Mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Ngon lắm bà. Có thể nó phân ra từng lớp không có màu xanh. Đấy. Wow. Bà tạo sóng nó không được đẹp các cháu ạ. Bà mời các cháu nhá. Hơi trơn các bạn. Ngon lắm bà. Mát lắm các cháu ạ. Mát ạ. Ủa các bạn ạ, nhìn cái cục thạch nó đẹp như em gái ấy mới dậy thì. Thời tiết lại còn nóng nóng nữa anh nhỉ. Ăn vào. Quá đã. Các bạn ơi, mình thích ăn kiểu dạng cà phê này các bạn ạ. Ngon lắm ạ. Mình ăn thìa nó hơi bị trơn các bạn, mình nhúc tay luôn. Mời các bạn nhá. Hơi trơn. Chờ các bạn nhá, các bạn ăn thạch mùa nóng này quên luôn người yêu cũ các bạn luôn. Ôi trời, hơi bị húp nhá. Mời tất cả các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Mời tất cả các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Mình mời tất cả các bạn nhá. Lấy ít màu xanh đi. Màu xanh là màu nào? Bà ăn này cũng phải giữ cân bằng bà, nó chạy mất. Nó trượt, nó rơi mất. Các bạn ạ, mỗi vị có một màu. Mỗi màu có một vị. Nội. Các cháu ạ, đấy cái thạch sơn thủy của bà hôm nay là ăn nó giòn giòn dần sật. Này màu lâu thì lại thơm thơm vị cà phê nhá, cà phê sữa nhá. Vị xanh thì là vị lá dứa, thơm vị lá dứa. Còn lại vị trắng là vị nước cốt dừa. Tuyệt vời các cháu ạ. Nó thật ra ăn khó lắm ạ. Trơn. Ngon lắm mà. Rồi. Còn gì nữa chứ? Còn gì nữa? Để bà gạt đây. Ôi, ăn hơi túng mà không cảm nữa. Ôi, đây. Nè, bà băm lát ra. Gắp cho dễ. Ôi, cái này hình như không có vị màu lá dứa rồi. Không có vị. Trắng các bạn. Trắng là vị nước cốt dừa mấy sữa đặc. Còn hết rồi. ăn nó vị sực sực ngon lắm các bạn ạ. Bà làm thạch ngon lắm, mình xin mấy đĩa rồi. Cảm ơn các bạn. Khó ăn quá nhỉ. Em mới là dễ ăn này. Mình ăn hết mấy đĩa rồi mọi người ạ. Ăn gấp đôi. Các cháu ạ, ăn vào cái vị lâu lâu á, vị cà phê ngon lắm các cháu ạ. Đấy. Ăn vào vị lâu lâu vị cà phê ngon thật.
ngon lắm các bạn ạ. Mình ăn hết mấy đĩa rồi đấy. Các cháu ơi, đây cái món thạch sơn thủy của bà hôm nay ngon lắm, mát lắm các cháu ạ. Thì các cháu ơi, đấy bây giờ bà sẽ dừng mấy bà cháu như bà ăn không hết được nhá. Thì bây giờ bà sẽ dừng clip tại đây thôi các cháu nhá. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay mà có thấy hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá.